người bạn mình á, mình phải là bộ này cái món này cũng rất là ngon các bạn. Thì cái món này rất hợp cho những bạn gái khi mình đi vô quán bar và con gái đi theo nó ngại các bạn. Thì cái món này các bạn mua về nhà quán bar cũng rất là dễ làm nha. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với bạn cái món rượu mình pha hôm nay nha. Rồi cái món rượu hôm nay mình pha là đầu tiên là đã có trái soju nè. Soju này soju đào, hoặc là các bạn không thích soju nào pha cũng được nha. Đây thì có bay up hoặc là dry cũng được nha. Khi mà bỏ cụm nè. Còn này là cái đào ngâm tươi. Đây là sữa chua yogurt nha các bạn. Còn đây là C2 đào để tí mình pha chung với ra cái đào này luôn. Và ở đây có steam. Bên đây thì mình có trái cây để trang trí thêm cái ly rượu cho nó bắt mắt các bạn. Đây là trái Việt Quốc nha. Đây là cam với trái táo. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách pha những cái món rượu ngon hôm nay nha. Thì mình pha rượu trước tiên á, là mình lấy cái ly mình đút lại. Thank you.
là dễ uống các bạn. Cái này là mình pha chia sẻ với các bạn nha, chứ không phải là mình để nhậu uống nha. Cái này mình pha mình chia sẻ với bạn cái trái cây này. Giờ mình sẽ pha soju đào nha các bạn. Nay mình lên ra làm quay clip trên bàn này nó hơi thấp nên quay hơi khó, các bạn thông cảm nha. Thì bữa giờ mình cũng đâu có rảnh thời gian nhiều đâu, mình định làm clip này hôm qua nhưng mà sáng nay mình có cái công việc bất chừng chỉ dừng nên mình không có quay clip. Sáng mình dậy sớm mình đi làm. Tiếp theo mình sẽ qua là soju đào tươi nha. Nó gồm có C2 đào và mình sẽ cho thêm chút C2 đào, mình sẽ cho là 50. Đây khóc ngoan gốc như vậy là được nha. Cái này là soju đào nha, chứ không phải nước bia nha. Thấy nhẹ vàng cái nồng bia ha. Cho khoảng chừng 20 thôi, 20 xíu chút. Rồi mình lấy cái lon này, cái ly hồi nãy mình pha luôn. Dùng hả? Xịn. Cái ly này mới để luôn. Cái chai sữa á. Đây để đâu á. Mở cái chai này luôn cho nó chuẩn. Tiếp theo cái món thứ ba là mình sẽ pha soju với bò cụm các bạn, còn gọi là Red Bull. Tiếp theo cái món thứ ba là mình giới thiệu với các bạn là món energy soju nha các bạn, đó là Red Bull với soju nha. Thì pha cái đó là theo tỷ lệ là 3:7 nha các bạn, 7 ml của Red Bull còn 3 ml là soju nha. Thì mình góp
soju nó hết lại tí là nó thiệu mặt. Cái này là tỷ lệ 37. Mình sẽ trang trí thêm cái miếng cam lên nha, trộn cá vô. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha các bạn. Mời các bạn nha, mời các bạn thử cái ly energy soju của mình nha. Đây là bột cùng với red soju các bạn. Nó là red bull. Cái mùi bột cùng rất là thơm. Cái hương đầu là hương bột cùng các bạn. Red bull đó. Cái hương vị kế cuối đó là của soju, nó thêm cái vị cam thơm, uống cũng ngon, rất là ngon. Nói chung tất cả các món nãy giờ hồi nãy mình chia sẻ với bạn là đều uống ngon và dễ uống nha các bạn. Nó không có khó uống, còn nếu các bạn uống soju không á thì rất là khó, nó đắng, cái mùi nó hơi mũi mình hơi khó chịu, nó khó uống. Còn các bạn pha như vậy á thì nó rất là dễ uống. Khi mình pha thì nó dễ uống mà nó ngọt, các bạn nữ cũng rất là thích nữa. Món này các bạn cũng rất là tìm mua rất là dễ nữa. Mấy cửa hàng siêu thị tiện lợi á, các bạn mua rất là dễ, vô đó là chỗ nào cũng có hết. Hoặc là khi tiệm tạp hóa ở Sài Gòn này, các bạn mua cũng có nữa. Rồi cái món thứ tư là mình giới thiệu các bạn là món soju trái cây nha. Khó không quá. Mình sẽ cho một cái đào vô. Này mình cho đá vô nha. Còn nãy giờ mình sẽ cho hai trái này là trái Việt Quốc nha các bạn. Trái Việt Quốc nè. Trái Việt Quốc. Đây là táo, mình cho một miếng táo vô nha. Cái trái này trái Việt Quốc nha, trái Việt Quốc cam mình lột lên ở táo nha. Giờ mình mở bạn thử cái soju trái cây của mình nha. Cái này mình pha chế thử nó chắc mình xỉn luôn á bạn. Uống thì dạng uống 1-2 ly đi chơi ngon thì được, chứ đừng uống nhiều quá nha mày, uống nhiều quá nó cũng xỉn nha, tại vì nó là có rượu mà cồn. Cái soju steam này rất là dễ nha.
cơ city như xin chung rồi, pha đi là 64 city và 40 lít có xin chung nha. Giờ các bạn thử nha, cho mình ngồi trước. Tỷ lệ 64 nha các bạn. Và cái phần city nó nhiều quá nên nó ngọt, nó mất luôn cái hương vị của sân chua rồi. Mình uống thì uống mạnh thì mình được pha 5 năm. Còn cái 64 này thì mình pha cho mấy bạn nữ là ok. Còn mấy bạn nam mình được pha 5 năm nha. 5 năm thì nó mất hoàn thì nó đều với nhau. Còn cái này hương vị thì nó nhiều, rất là nhiều. Nó nhiều, nó tràn. Như là nó mất cái hương vị của sân chua luôn rồi, kiểu là nó ăn lên cái vị của sushi luôn, nó không còn. Cái món thứ 5 là mình giới thiệu các bạn nha. Vịt quốc táo, cái món là mình chế thêm thôi nha, chứ cũng chưa có nha. Cái món này mình chế thử, mình chế nha. Mình cũng pha thì tức là 5 năm đi, 5 năm với bài ốc nha các bạn. Mình cho 50ml rượu trước của sô chu nha. Thì các bạn muốn mua sô chu loại nào mua nha. Cái này là mình mua sô chu truyền thống với sô chu đạo. Giờ mình sẽ cho 50ml bài ốc. Vị quốc thì các bạn nên lấy cái gì á, đập cho nó hơi dập dập, mình để vô đây. Còn táo mình cắt lát nha. Đã pha vô sẵn một ly, mà cái này mình là để đá thêm cho nó lạnh nó ngon nha. Tại mình có cái trái cây này là mình để đá. Còn cái soju trái cây á, là nãy mình làm trong cái ly này để chia sẻ với bạn thôi. Đúng theo của nó là mình làm, mình bỏ trong cái bình, bỏ trong một cái bình lớn các bạn, bỏ là một bình lớn mình để đá trái cây, mình chế soju với bay up hoặc là sprite vô, mình để tủ mát khoảng tầm 2 tiếng tới 3 tiếng mình lấy làm đủ nha các bạn. Còn cái này mình làm nhanh để chia sẻ, để quay để chia sẻ với bạn thôi. Thì mình sẽ làm đơn giản và nhanh gọn lẹ để chia sẻ với bạn. Còn theo đúng của nó là phải để tủ mát là tầm 2-3 tiếng nha. Thì mình mới uống nó, để trái cây gì cũng được. Rồi giờ mình sẽ mời bạn thử cái sô chua trái cây Việt Quốc với táo nè. Cái món này mình chế nha bạn. Còn cái món nãy giờ là có cơ bản, là có sách vở, là có cách công thức pha đàng hoàng các bạn. Kế thêm nha, thử coi cái mùi vị nó như thế nào nha. Mời bạn nha. Cái hương vị đậu nó là của sô chu của bạn. Tại này mình pha theo tỷ lệ 5 năm nên là bảy ốc với sô chu nó hòa vị, nó vẫn còn hương vị của sô chu với bảy ốc. Còn cái vị quất là nó do nó ngọt thanh chứ không phải là ngọt gắt quá gắt, nên nó chỉ có mùi hương nhẹ nhẹ trong cái hơi rượu giữa thôi. Cái clip mình cũng hơi dài các bạn, thì nãy giờ mình chia sẻ với bạn tất cả các món rượu là pha chế với nước ngọt. Và nãy giờ mình chia sẻ với bạn là có 5 món nha. Thì bây giờ clip mình tới đây mình cũng xin kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip này có hay với những thì bạn cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Bây giờ thì mình xin chào và tạm biệt các bạn nha. Và chúc các bạn có một